Đây anh em nhá, đây là cái kìm bấm lan ở đây này. Mua hết 182.000. Nó bao gồm là kìm bấm mạng lan này, một cái hộp test và 100 đầu bấm. Tôi sẽ mở ra cho anh em xem. Hôm nay thì là quên mất là cái kìm bấm cho nên là phải mua lại. Đấy, anh em được 100 cái hạt mạng để bấm này. Cái bộ test lan đây nhá. À chà, cục nghe thấy xịn sò phết. Đấy, mua này. Cái này anh người ta đã thử rồi sao ấy. Thấy xé ra. Đấy, mua này tiện phết, nó vừa có kìm bấm vừa có cái dùng để test lan này. Đây nha, anh em muốn test lan thì đây, một cái đầu bên này. Đó. Anh em cắm cái dây lan vào đây đây. Cổng lan này. Cậu. Xong anh em bấm on lên, nó sẽ nháy đèn rồi nhá. 6, 7, 8 này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8. Ở đây là có 8 sợi. Ví dụ như anh em bấm 4 sợi thì nó sẽ nháy là 1, 2, 3 và 6 thôi. Đấy. Với cái giá 182.000 này thì anh em mua cái bộ này cũng rất là ok. Đây, cái kìm của chúng ta đây. Mới đét luôn. Đấy. Thử bấm luôn cho anh em xem nhé. Đây anh em cho vào đây quay này. Tước cái vỏ. Bấm đúng chuẩn. Đây là theo dạng chuẩn B đây nhá. Đây chuẩn B này. Bấm theo dạng chuẩn B này. Đầu tiên là sợi cao này. Tiếp theo đến xanh dương này. Đến xanh lá này. Đến nâu này. Mình sẽ theo chiều này, từ sọc xong đến không sọc này. Sọc xanh lá này, dương này. Sọc dương này, xanh lá này. Sọc nâu. Đấy. Ơi khe này nó có cái khe cắt. Đấy. Dừng thử luôn cái hạt mạng này. Em nhét vào, đẩy vào. Xong em đưa vào cái khe kìm này thôi, bấm vào. Đấy, xong em. Ok. Đấy. Xong em anh em dùng cái bộ này để test này. Test lại xem. Nó đủ 8 đèn là được. 6, 7, 8 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, một cái bộ này 182.000 rất đáng để mua anh em nhé. Anh em nào muốn mua thì anh em ở trong phần mô tả của video ấy là nó có cái đường dẫn mua cái hàng của cái con này. Thì anh em kích vào cái link đấy để anh em mua hàng. À, ok. Đây là một cái hạt mạng đã bấm rồi nha. Đây là bấm 4 sợi. 1, 2, 3, 6.
Thực ra là anh em nối bằng tay luôn. Alo. Vâng. À vâng, tí nữa em về em, vâng, em về em qua em ngó cho. Đây là cái đoạn đoạn dây lan đã bấm hai đầu rồi nhưng mà bây giờ lại cần dùng hai cái dây này. Một dây lại thành hai dây cho nên bắt buộc là bây giờ là phải nối bằng tay. Bởi vì hôm nay quên cầm cái kìm bấm mạng đi. Xoắn như là sau này. Lúc trước là ở đây là 20 mét anh em, bây giờ cắt ra là mỗi bên là 10 mét. Đây anh em lưu ý cái bấm cái sợi này 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 6 này. Đó. Chắc là cái dây xanh nó bị hỏng rồi.